chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cơm Camera. Các bạn thân mến, trên mạng xã hội hỏi đáp Zihu của Trung Quốc xuất hiện một câu hỏi như sau: người Việt Nam có ghét người Trung Quốc không? Tại sao? Cách đây vài ngày, tôi đang trò chuyện với một người bạn Mỹ đã sống ở Việt Nam được 2 năm. Người bạn đó kể rằng, bất cứ khi nào hỏi người Việt Nam, họ đều nói rằng họ ghét người Trung Quốc. Câu hỏi này đã nhận được khá nhiều câu trả lời khác nhau. Đa số những người chưa từng đến Việt Nam đều sẽ nói về các vấn đề về lịch sử và nói rằng người Việt Nam đối xử không thân thiện với người Trung Quốc như thế nào. Tuy nhiên, những người đã từng tiếp xúc với người Việt Nam, đã học tập và sinh sống tại Việt Nam rồi, thì lại chia sẻ những câu chuyện rất khác so với suy nghĩ của người Trung Quốc. Họ đều kể lại những trải nghiệm thực tế của họ tại Việt Nam như thế nào, khiến mọi người thay đổi nhận thức và định kiến. Sau khi đọc qua một vòng thì mình nhận thấy, đây đều là những câu chuyện giản dị và thực tế. Các bạn nhớ theo dõi đến câu chuyện cuối cùng nhé! Câu chuyện đầu tiên của một anh chàng có quen một người bạn là người Việt Nam và chia sẻ rằng: tôi có một người bạn là con của một cán bộ cấp cao ở Việt Nam, giữ chức vị rất cao và có thể coi là bộ trưởng ở Trung Quốc. Tôi đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ với người bạn này và được mời đến Việt Nam vài ngày trước. Khi chúng tôi là bạn cùng lớp, chúng tôi thường ăn cùng nhau, viết kịch bản cùng nhau, vân vân. Nhưng chúng tôi luôn tránh nói về đất nước của đối phương. Cho đến khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam được nhắc đến một lần, sau đó tôi nhìn thấy người bạn vui vẻ của tôi biểu hiện một khuôn mặt mơ hồ hơn bao giờ hết. Nỗi oan ức đó thực sự là một nỗi hận không thể giấu được từ tận đáy lòng. Anh ấy nói với tôi rằng Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam ít nhất 1.000 năm. Và thời điểm đó tôi đã rất sốc và nói rằng làm thế nào có thể như thế và muốn giải thích. Anh ấy đã đưa ra rất nhiều bằng chứng. Tôi sẽ không thể nói rõ ràng cho các bạn hiểu. Chỉ có thể nói rằng lúc đó tôi không có khả năng tự vệ hoặc sự phòng thủ của tôi đã yếu đi. Cuối cùng, anh ấy đã nhìn thấu tình thế khó xử của tôi và nói với tôi bằng một nụ cười hiểu biết. Điều này không ngăn cản chúng ta trở thành bạn tốt của nhau. Đây cũng là con của một cán bộ cấp cao ở Việt Nam, tầm nhìn đủ rộng, phẩm chất đủ cao mới có thể nói ra những lời như vậy. Nếu là một người dân Việt Nam bình thường, thì nỗi hận trong lòng họ phải sâu đến mức nào đây? Người Việt Nam có ghét người Trung Quốc không? Có thể chắc chắn 9 trên 10 là không thích, đó là một sự phiền toái. Nhưng điều khiến tôi hồi tưởng là bạn tôi học tiếng Trung, nghiên cứu lịch sử Trung Quốc và đi du lịch khắp Trung Quốc và thậm chí còn thích Hán phục. Anh ấy hiểu rõ Trung Quốc hơn hầu hết những người Trung Quốc bình thường. Đó là chia sẻ của người bạn Trung Quốc đầu tiên. Có lẽ phạm vi tiếp xúc của người bạn này khá hẹp nên đã đưa ra kết luận này. Vậy còn những người đã đến và sống tại Việt Nam thì sao? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Đây là một chia sẻ đến từ một cô bạn đã đến Việt Nam du lịch và nhận được sự giúp đỡ của người dân bản địa. Trong dịp Tết Nguyên đán, tôi sang Việt Nam du lịch, đi xe máy bị ngã, bị thương hết chân, váy rách ngang hông. Bên cạnh tôi có một gia đình người Việt Nam, họ lau vết thương và khâu quần áo cho tôi. Nghe nói chúng tôi đến từ Trung Quốc, họ rất chào đón và chăm sóc chúng tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng người Việt Nam vẫn còn rất ấm áp. Thật sự người Việt Nam chúng ta rất tốt và nhiệt tình. Ad xin chia sẻ một câu chuyện mà bản thân Ad đã gặp được cách đây vài ngày. Ad cùng một người bạn đi trên một đoạn đường khá vắng vẻ, thì đột nhiên xe máy bị tuột xích. Hai đứa dắt bộ trên một đoạn đường, thì có một anh đi xe tải đỗ lại gần xưởng gỗ bên cạnh đã đi xuống hỏi xảy ra chuyện gì. Sau đó anh ấy đã bảo dắt xe vào anh ấy xem cho và đã sửa giúp hai đứa. Không cần sự hồi đáp nào cả. Tuy là người lạ nhưng rất nhiệt tình và chân thành, không ngại bẩn để giúp đỡ người gặp khó khăn trên đường. Người Việt Nam mình thật sự vẫn còn rất nhiều người tốt. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với những câu chuyện khác của các bạn Trung Quốc nhé. Tôi đã đến Việt Nam một thời gian trước, đi qua Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An và thành phố Hồ Chí Minh từ Bắc vào Nam. Tôi không chắc liệu họ có gây phiền nhiễu gì cho tôi hay không, nhưng họ rất thân thiện. Trong số tất cả những người dân địa phương mà tôi đã tiếp xúc, tôi cảm thấy 80% thực sự rất tử tế. Điều này khiến tôi rất biết ơn, dù sao thì mỗi lần đến Hồng Kông đều có cảm giác kỳ thị, thật sự rất khó chịu. Một vài người Việt Nam còn ấn tượng hơn, anh chủ tài xế mà tôi đã gặp khi đi Grab ở Đà Nẵng, trò chuyện với tôi suốt chặng đường, hỏi ấn tượng của tôi về Việt Nam và sau đó khen tiếng Anh của tôi. Điều này tương tự với chúng ta trước đây, chúng ta thường hỏi những người nước ngoài xem họ có thích Trung Quốc hay không và cảm nhận của họ về Trung Quốc. Khi ai đó nói, ní hảo, ngay lập tức khen ngợi tiếng Trung của họ tốt. Tôi đang cầm trái dừa trên tay và muốn vứt đi, nhưng không thấy thùng rác. Bác tài xế cố tình tìm một chỗ gần thùng rác để giúp tôi vứt. Giá đi xe 1 km là 15.000 đồng, khoảng 5 nhân dân tệ. Khi tôi đi lang thang quanh hồ Hoàn Kiếm, thấy một cô bé gái cầm trên tay một chiếc quạt nhỏ và đang chơi đùa bên cạnh. Mọi chuyện vẫn không có gì, nhưng sau đó cô gái nhỏ đã nói lời chào tạm biệt với chúng tôi với một nụ cười và ánh mắt ân cần ngại ngùng. Buổi tối, tôi và bạn bè ngồi xem các thím nhảy trên quảng trường. Tôi tìm chỗ ngồi thì thấy bên cạnh có hai chú chó, chúng rất dễ thương.
chủ của chúng là một cô gái ngồi bên cạnh. Tôi hỏi cô ấy có thể sờ vào mấy chú chó được không? Cô ấy trực tiếp cho tôi ôm chúng vào lòng và để tôi chạm vào. Sau đó hỏi tôi đến từ đâu, còn nói xin chào bằng tiếng Trung. Tôi nói tôi đến từ Quảng Đông, cô ấy rất vui khi hiểu được. Cô ấy còn cho tôi xem một số chứng chỉ tiếng Trung hay gì đó. Một người chú tôi gặp trên tàu ở Đà Nẵng cũng rất nhiệt tình, giúp tôi chuyển đồ. Chú ấy biết Quảng Châu và cho tôi xem những tấm ảnh Quảng Châu lưu trong điện thoại di động của chú ấy. Những người cô trong xe cũng rất dễ mến và họ mỉm cười thân thiện vì bất đồng ngôn ngữ. Tôi cũng gặp một người Hoa Kiều lớn tuổi ở Hà Nội. Quê gốc của anh ấy ở Quảng Đông, anh ấy đã sống ở Việt Nam nhiều năm. Khi gặp chúng tôi, anh ấy hỏi quê quán ở đâu, Đài Loan hay Trung Quốc đại lục. Anh ấy rất vui khi biết tôi đến từ đại lục. Anh ấy nói tiếng phổ thông nhưng tiếng phổ thông của anh ấy quá kém nên tôi chỉ có thể hiểu được một chút. Anh ấy bảo chúng tôi đề phòng bọn trộm, vân vân, cùng nhau đi dạo khi có thời gian. Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn quay trở lại Trung Quốc nữa. Người mà tôi gặp ở công viên sau khi đến Hồ Chí Minh là ấn tượng tốt nhất đối với tôi. Buổi tối khi hơi mệt, tôi tìm một chiếc ghế đá để nghỉ. Vừa ngồi xuống thì một người đàn ông Việt Nam đến và hỏi tôi liệu anh ấy có thể ngồi xuống không? Tôi nói có, anh ấy rất tò mò về Trung Quốc và hỏi chúng tôi về mức lương trung bình và giá nhà, cũng như các ứng dụng quen thuộc của chúng tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy đã tải xuống WeChat nhưng bị cấm và không thể sử dụng. Sau đó anh ấy muốn xem liệu anh ấy có thể kinh doanh gì đó tại Trung Quốc hay không. Anh ấy muốn mở một doanh nghiệp nhỏ và nói rằng anh ấy cần học tiếng Trung Quốc. Cũng có một số chị phục vụ và người chỉ đường cho tôi. Chị phục vụ có thái độ rất tốt. Tôi sẽ không thể kể chi tiết từng người một. Sau khi tôi trở lại, điều tôi cảm thấy xấu hổ hơn là tôi đã không học được một từ tiếng Việt nào sau khi ở đó rất lâu và thậm chí không biết cách chào hỏi. Trước khi sang Việt Nam, tôi có nhiều định kiến, nghèo nàn, lạc hậu, dã man, vòi vĩnh, lười biếng và không thích làm việc. Sau khi sang đó, tôi thấy tính cách và cách suy nghĩ của họ rất giống chúng ta, vừa có thói quen sinh hoạt giản dị của người Đông Nam Á, vừa có khả năng học hỏi nhanh nhẹn của người Đông Á. Họ cũng rất muốn làm nhiều hơn một chút và cố gắng hết sức để kiếm tiền nhiều hơn một chút. Họ cũng chỉ là những người bình thường giống như chúng ta mà thôi. Tôi đề nghị những ai phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử hoặc ghét một quốc gia nào đó, bất cứ nơi nào bạn ghét, bạn nên đến và tận mắt chứng kiến. Bạn có thể cảm nhận trực tiếp về người dân địa phương. Khi bạn cảm nhận sự nhiệt tình, ấm áp của mọi người khi họ là tất cả những người bình thường, tôi không tin rằng bạn vẫn có tâm để phản đối họ và tiếp tục gọi họ là khỉ. Một câu chuyện rất giản dị, không phải là ca sĩ Nhật Bản hay một nghệ sĩ Hollywood nào đến Việt Nam, chỉ là một người bình thường trải nghiệm những điều bình thường. Chính những điều giản dị như vậy đã làm thay đổi định kiến. Và chúng ta cùng nhau đến với một câu chuyện khác nhé. Xin mọi người đừng trả lời bình luận này. Tôi đã đến Việt Nam một lần và cảm thấy những người tôi gặp rất thân thiện. Tôi chỉ muốn nói một vài điều, không có ý gì khác. Lần đầu tiên đến Hồ Chí Minh, sau bữa ăn đầu tiên với bạn bè, tôi đã đợi người bạn ở cửa phòng vệ sinh của trung tâm mua sắm. Một cô bé tò mò nhìn thấy tôi nhìn vào một cánh cửa đối diện phòng vệ sinh nên đã đẩy cánh cửa phòng đó ra và nhìn vào bên trong. Đây là một cô gái trẻ cũng đang đợi ở cửa phòng vệ sinh và cô ấy nói với tôi rằng phòng vệ sinh nằm ở phía bên kia, không phải phòng mà tôi đang nhìn đâu. Tôi cười và nói rằng tôi đang đợi bạn tôi, cô ấy cũng cười và cô ấy xấu hổ. Ở Đà Lạt, tôi thuê xe máy dạo chơi chợ đêm, gửi xe trước cửa một quán nhỏ. Tôi quay lại để nhận xe sau khi kết thúc chuyến đi vì tôi không quen và không thể khởi động được. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nên tôi tiếp tục cố gắng. Vài phút sau, hai cô gái đến hướng dẫn. Một cô gái trẻ đã lên xe thử khởi động sau khi hướng dẫn tôi không thành công, nhưng cô ấy vẫn không thể thực hiện được. Sau đó cô em gái lại gọi nhờ một người chú đi qua và người chú cũng mất vài phút để thực hiện thành công. Bởi vì họ không nói tiếng Anh, có sự bất đồng ngôn ngữ và không thể giao tiếp trong suốt quá trình. Ban đầu tôi không yêu cầu giúp đỡ, họ giúp đỡ một cách tự nhiên. Sau đó tôi chỉ sử dụng phần mềm dịch thuật và cho họ xem, cảm ơn họ. Bây giờ nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên mua cho họ nước để cảm ơn. Giúp đỡ không cần sự báo đáp dường như là đức tính của đại bộ phận người dân Việt Nam chúng ta, luôn quan tâm và giúp đỡ những người gặp khó khăn, dù là đồng bào hay người nước ngoài. Chúng ta hãy đến với một câu chuyện cuối cùng của cô gái đã sống tại Việt Nam nhé. Là một người đang sinh sống tại Việt Nam, tôi xin chia sẻ một số quan điểm của mình. Khi gặp những người Việt Nam trong học tập hay cuộc sống, tôi cảm thấy họ rất thân thiện. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống, chẳng hạn như cần biết bệnh viện gần nhất ở đâu, giới thiệu món ăn ngon ở Việt Nam và cần tìm một số cuốn sách do giáo viên Việt Nam giới thiệu, hãy hỏi các bạn học người Việt Nam và họ sẽ nghiêm túc giúp đỡ. Khi bạn đi mua sắm hay đi chơi, chỉ cần bạn có thể giao tiếp với họ, chỉ đường, hỏi đường thì không thành vấn đề. Gặp người Việt Nam nhiệt tình, biết là người nước ngoài thì họ sẽ tiếp tục trò chuyện với bạn. Tôi nghe một ông chủ người Việt từng làm việc bán thời gian nói rằng người Việt Nam thích người Trung Quốc, nhưng họ không thích chính phủ Trung Quốc.
Việt Nam đã tồn tại như một chư hầu của vương triều đồng bằng trung tâm trong gần 1.000 năm. Thời kỳ này, mặc dù vương triều đồng bằng trung tâm của chúng ta đã cung cấp nhiều thứ tiên tiến cho họ, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v. Tuy nhiên, trong tâm hồn của những người Việt Nam hiện đại, họ cảm thấy rằng đó là một lịch sử bị xâm lược và một lịch sử nhục nhã. Bây giờ, Việt Nam và đất nước của chúng ta đang có tranh chấp về vấn đề Biển Đông. Cộng với sự tuyên truyền của chính phủ Việt Nam, họ không có ấn tượng tốt về chính phủ của chúng ta. Nhưng trong mắt người Việt Nam, đặc biệt là những vùng du lịch phát triển, người Trung Quốc là những người giàu có lợi cho họ thúc đẩy nền kinh tế. Quả thật, có những người chống Trung Quốc mạnh mẽ ở Việt Nam. Cách đây một thời gian, một người bạn cùng lớp của tôi đang đi trên đường chờ xe buýt để gọi điện cho một người bạn bằng tiếng Trung Quốc thì bất ngờ bị một người đàn ông Việt Nam trung niên đứng cạnh lao vào. Nếu bạn đi ra ngoài, đặc biệt là ở một nơi xa lạ, nếu nhìn thấy một người đàn ông Việt Nam trung niên với nét mặt không thân thiện, hãy ẩn mình đi. Bởi vì những người này có thể là lính tham gia chiến tranh Trung Việt, hiện nay hầu hết họ đều ở độ tuổi trung niên và già cả. Tâm lý chống Trung Quốc của những người này nhìn chung sẽ cao hơn. Tuy nhiên, Việt Nam nhìn chung được cho là tương đối an toàn. Chúng tôi chưa gặp bất kỳ điều gì khó chịu trong cuộc sống của chúng tôi ở đây. Vì mức tiêu dùng thấp nên chi phí sinh hoạt không cao. Anh em nào muốn đến chơi thì cứ yên tâm nhé. Vâng, đó là toàn bộ những chia sẻ của những người bạn đã tiếp xúc trực tiếp với người Việt và sinh sống tại Việt Nam. Bỏ qua các vấn đề về lịch sử và chính trị, thì chúng ta chỉ là những người bình thường và giao tiếp với nhau như những người bạn. Cách giáo dục và tuyên truyền của mỗi đất nước là khác nhau, nên quan điểm và tư tưởng chính trị khác nhau, đó là điều không thể thay đổi. Nhưng chúng ta vẫn có thể kết bạn với những người có học thức, khiêm tốn và có đạo đức. Hy vọng rằng qua video này, các bạn càng cảm thấy tự hào về sự tốt bụng và lương thiện của người Việt Nam chúng ta. Và đừng quên luôn giữ tâm thiện và làm việc tốt thì bạn sẽ luôn gặp được điều tốt và những người tốt trong cuộc sống nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu thấy hay đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh để xem nhiều video thú vị hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.